À, vâng, em uh, xin uh, chào quý vị. Nay em uh, bán xác uh, cái con uh, X7 này về cho mọi người là chúng ta uh, anh em thợ nhé, anh em thợ, em nói thẳng luôn anh em thợ về lấy linh kiện Đấy. để sửa chữa các cái đồ nhà của mình. Đấy. Các cái linh kiện là này, này thì nhiều khi là phải rỡ những cái máy này ra thì mới có, chứ còn bây giờ thì không sản xuất nữa. Thế nên đây là cái thi thoảng có những cái xác máy này nó cũng rất là cần. Đấy. Thì đây là một cái con xác máy của con X7. Cái con này thì nó là như thế này Em hôm nay là em vào trong kho Em tìm cho khách hàng một ít các cái đài Vâng, đài và một vài cái thấp rời đấy, Để phục vụ cho những anh khách đang hỏi các cái đấy Thì tình cờ thì là trong quá trình là bỏ các cái đấy ra Thì là em phát hiện thấy có một cái con x7 này Nó nằm ở dưới đáy của cái cái, cái cái cái, nô hàng đấy Thì khi bỏ ra thì là tình trạng nó như thế này thì nó bị mất cái dây kết nối nguồn ở đây đấy và mất mất cái nắp này, mất cái nắp này. Thì hàng cũng ở trong kho lâu rồi. trong cái đống mà đã bỏ ra rồi thì em cũng không rõ, cũng không nhớ nổi luôn là cái con này thì nó bị làm sao. Nó có làm gì đến đây chưa? thì em cũng không rõ lắm. Đấy thì thôi thì em cứ bán luôn xác thì quý vị nhá. Bán luôn là lấy xác bán luôn cho quý vị về là lấy linh kiện nhá. nhà linh kiện các cái tụ tiếp rồi các cái IC xếp các cái con con này con gì em không biết con này các cái con này có các con tụ này để chúng ta về chúng ta uh, sửa đồ cho khách nhé này. hoặc cái con x7 thì có thể là mua cái con này về là mình thay các cái linh kiện để sửa con kia Đấy. 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 Đây là mạch miếc đây nhé này. Nắp vào đây Nắp vào đây ok thì con này thì là bình thường ra là là quý vị biết rồi em bán những con này nó khoảng tầm một triệu hai lấy những cái bọn này mà hàng chạy thì người ta đang bán triệu hai có nơi người ta bán khoảng tầm triệu tư một cái con này để về làm giải mã Đấy thì con này được em bán xác cho quý vị nhé thì là em bán cho quý vị giá là đi 500 à, à... thôi 500 đi thì em định bán 59 này thôi để 500 vậy nha 500 à... cho các bác nào về chúng ta lấy đồ nhá lấy đi kiện nhá này đây này các cái linh kiện này ví dụ như cái con biến áp này cái con nguồn to này này bây giờ nếu như bị cháy chẳng hạn mà đi thay ai nhỡ đâu cấm nhầm điện 220 mà nó cháy một cái này mà đi giờ đi cuốn lại cái này hết từ bốn năm trăm đến chưa kể công siêu đi lại đấy đấy nhá thì bây giờ chúng ta có nguyên cả một cái mạch nguồn nguyên bản này tắt nắp sang phát là xong khi nó còn ngon hơn đúng không ạ nguyên cả cái mạch nguồn này mới nắp sang nó ngon ngon luôn đúng không đấy đây nha đấy. Ờ, chưa kể các cái linh kiện khác nữa, đấy. bán này là 500 gọi là, coi như em bán mỗi cái nguồn này, đấy. Đấy, ok nhá, đấy, thì đấy là cái con quý bảy, à, xác xả 500 trăm, anh nào thợ thuyền ai lấy thì uh, chuyển khoản luôn cho em nhé, các cái này em bán thanh lý em không uh, ship code đâu, đấy ok vì nhiều khi các cái này bán thanh lý rồi xong ship code các anh giữa đường các anh lại đổi hứng các anh không lấy nữa, lại hàng em trôi nổi trên đường về tự nhiên em bỏ ra mà hàng trăm nghìn cái tiền vận chuyển để cho một cái con 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 X7 bán thanh lý này thì em chết luôn. Đấy, nên là các anh các anh đấy chuyển khoản luôn cho em đấy, để hai bên cùng có để mình có cái trách nhiệm khi mình nhận hàng. Đấy. Ok nhá. Em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin gặp lại mọi người trong những video thay bên em.